Vâng, chào tất cả các bác nhé. Qua em lên mấy con rong sung đêm qua thì em bán hết rồi. Có một số bác hỏi nhiều á, thì em tiếp tục là lên hai con này. Hai con này thì em xả giá nhé, bởi vì lý do nó về nó bị bể cái mặt mà em cũng đã xử lý lại rồi. Nhưng mà cái hàng này về mà họ đóng không kỹ ấy, bể một số chỗ, thì em sẽ xả giá cho bác chơi. Bác nào thích chơi thì tóm lại là nó chỉ cái mặt này bằng nhựa. Nhựa kiểu kiêng kiếng. Nó rất là mềm. Đó. Thì bác nào có nội thất các thứ thì vẫn ok hết, vẫn zin toàn tập luôn coi, vẫn đẹp keng luôn mỗi cái mặt thôi. Nhưng nó sẽ xả giá các bác nhé. Xả giá sâu cho bác phải chơi. Thì các bác để lên kệ nó kiếc thì cũng chẳng vấn đề gì nhé. Đây. Đây là con số 1, hai con này đều là con 200X các bác nhé, 200X. Thì cái con số 1, đây là con số 1 có hai con các bác nhé. Thì đây này, về nó bị bẻ phía trên này. Đó, bẻ phía trên nhá. Quay phía dưới lên, nó bẻ một chỗ vài chỗ nó họ đây này, chỗ này này. Đó, chỗ này. Chỗ nó gắn đấy gắn, thì bẻ và em đã xử lý lại hết rồi nhé, rất là chắc chắn rồi, xử lý ok hết rồi nhé. Tất cả nội thất cái con 200X này, nó lên dòng 200X nhé các bác nhìn này. Em cũng không kiểu em nói là so sánh cái dòng hay dòng lên dòng X thì nó em thấy nó nội thất thì con 300B AP 300 ngày hôm qua thì nó khác nhé, nó khác ở con này, nó sẽ em thấy nó cấu hơn con AP, bởi công suất tiêu thụ vẫn vậy thôi. Nhưng mà các bác nhìn cái con AP 300 á thì nó không có một hàng tụ này, nó để trống nhá, 1 2 3 thiếu, nghĩa là nó thua con này 6 tụ, tất cả giống nhau hết nhá. Nhưng mà cái con AP 300 nó cũng làm cái mạch này cũng, nhưng mà nó bỏ trống 6 con tụ này. Thì con này thì tới 2 4 6 8 9 18 con tụ cơ, thêm con này nữa. Con này khả năng em theo nghĩ lên dòng X thì nó nhiều tụ hơn. Đó, nó chỉ thế thôi. Công suất thì cũng vậy. Khả năng là nó cũng chắc chắn nó sẽ tốn tiền hơn. Cái dòng này thì các bác biết rồi, em qua em đã giới thiệu kỹ rồi. Các bác nhìn tăng phô này là linh kiện cao cấp nhé. Nó chỉ thích hợp trên những cái âm ly theo kiểu high end thôi. Công suất tiêu thụ điện nó thì có 62W, nhưng mà công suất ra loa của nó tới 140W trên kênh nhá. Nó tương đương một con âm ly 707i ấy. Tương đương như vậy, đánh cặp bát 30 thoải mái luôn. Các bác đặc biệt các bác chọn vào chơi bot ấy, chơi lòng này cực kỳ hay, bởi vì khách hàng của em nó họ phản hồi. Họ cứ bây giờ nó thật em 20-30 cái lên cũng đang lên thì cũng rất nhiều người mua. Bởi vì người ta chơi rồi, người ta mua cho anh em bạn bè. Đó, tất cả còn đẹp hết nhá. Thì sau này, phía sau thì nó có hai bên này là cổng ra để các bác dùng chơi súp điện nhé. Cái cổng này là cổng đi thẳng này, các bác dùng rè này, nếu mà các bác dùng rè đi thẳng cổng này thì cái nút này sẽ, mình gạt qua đây thì nó ấy hệ thống bên này, còn gạt qua bên này thì nó hệ thống đi thẳng nhé. Mình gạt qua đây thì đây hiện tại là cái cổng này cắm, đây là cái cổng vào mà mình chỉnh được ba lăng và volume đây. Và đặc biệt con này các bác mua về, các bác là có những cặp loa cột hoặc là châu Âu loa đắt tiền ấy. Đấy, thì theo dạng hay ăn ấy, em bao các bác là đánh rất nhiều âm ly không ra tiếng, nhưng đánh con này ra tiếng nhá, các bác rất là hay luôn. Có nhiều bác phản hồi xứng đáng bằng con âm ly khoảng 7-8 triệu đánh cũng ngang vậy thôi. Đó, tiếng rất hay, tiếng sáng, bởi nó chạy class D, chạy MOSFET nhé. Tại em đang ghép cặp loa bass 30 của Billner. Đó. Con này thì nó như vậy á, thì em bán 1,5 triệu một con, 1,5 triệu một con nhá. Bác nào mua con nào mua, một con số 1 nhá. Vừa giới thiệu rồi đó. Rồi sang con số 2 á. Con số 2 này thì phía trên thì không bẻ. Phía trên bẻ nó, nhưng mà nó nứt một cái đường. Đây, các bác nhìn kỹ mới thấy nhá, nứt một cái đường. Một cái đường đó, một cái đường này nếu mà nhìn như này đâu, không phải đây này, nó nằm bên này cơ đó, nó nứt một cái đường đó, nhưng mà em đã xử lý bên trong ok rồi nhá. Và phía dưới này các bác nhé, phía dưới này đó, nó nứt một cái, nó bẻ một cái này, bên phía này dưới này cũng bẻ này,
đó, nó nứt theo đường đó, ví dụ như thế. Nhưng mà nếu con này để thì đẹp, trên này nó không vấn đề gì, nó nằm dưới thôi, nó nứt một cái đường như cái tóc ở đây thôi. Nội thất thì bao các bác, những cái dòng này thì nó đẹp như mới, đẹp như mới luôn, chạy mô phét đó, cũng vậy thôi. Các bác cắm ở đây, dòng này thì nó chạy từ 4 đến 16 ôm các bác nhé, đánh nó rất là dễ chơi, rất là dễ chơi luôn đó. Hai con đồng giá 1,5 triệu nhé, con số 1 và số 2, bác nào mua con nào mua nhé. Đấy, con số 1 thì nó nứt trên và tí dưới này, con số 2 nó nứt này mới bên dưới này, thì nhìn thì nó không ấy lắm nhá, nắp lưng nước vẫn ok hết nhé. Rồi hôm nay em giới thiệu cho các bác cặp loa Bioner. Cặp loa Bioner này là dòng F990 các bác nhé, 990 tất cả về còn zin hết tất cả nhé, 990. Các bác mua cái dòng này là rất là hay này. Các bác mua 161 cái bát này gần như tương tự 161, em thấy củ từ các thứ giống nhau nhá. Đây là kiềng đúc chứ không phải là nhá. Đều bao giải ok hết nhá. Và nó thiết kế một cái chép này, chép để chép thiên về mic nữa nhá. Rất là hay luôn. Nặng. Con này nó tương đương với cái con 561. Đấy, nó cấu hình như vậy. Nhưng mà 561 thì nó đắt lắm. Đây này, phía sau còn đẹp nhé, loa liếc còn đẹp hết. Đó. Đấy. Chỉ có bên này. Đây. Đấy, tuyến loa còn ok, vải tầm dầu, bát 30 vải tầm dầu các nhá. Phía này. Đây. Loa liếc còn vuông thành cạnh. Nó có một cái miếng nhạy rất nhỏ này. Hôm nay em mới phát hiện ra này. Đến bong cái can xí đây. Đấy, em ấy cái sơn vào là ok thôi. Và nó cái lưới của nó có một cái đoạn, một cái lưới rách, để em quay bác coi cái lưới rách. Rách này em xử lý rồi. Lưới này các bác về về lau lại là sạch à nhá. Lấy cái rẻ lau lại đây, nó bị rách đây, em đã xử lý rồi. Còn hai bên là ok nhé, nha con nhé. Thì cặp loa này á, cặp loa này thì thường thường trước đây bán 6,5. Nhưng mà em thấy cái lưới như vậy thì cái trừ cho bác 1 triệu đi. Bán thanh lý, coi thanh lý đi mấy món này. Mấy cái lưới này thì bọn em mua về bọn đâu đâu nhìn thấy đâu, nghĩ bằng bán với giá gốc nhé, và về bao chạy rồi, cái mù thì giá đó rồi. Em bán 5,5 triệu cái cặp loa F990 rồi nhé các bác. Em nói thật, các bác nào mà muốn mua về nghe nhạc có thể là thỉnh thoảng hát karaoke được. À, nó thêm một cái này nữa, cái này này, cái này thì em thấy nó chắc là nó rớt ra thì bên họ nó vứt thay thay vào cái miếng này. Cái miếng này thì cái miếng này không phải của nó, nhưng mà không sao nhá, giống nhau thôi nhá. Cái ống này là cái ống nhựa thôi, có gì đâu, không có gì đâu. Đấy này, em nói cho các bác biết để không có nhiều bác thì chẳng biết được, nhìn thì bình thường không biết được đâu, nhưng mà em cứ nói nhá, có nhá. Đấy, 5,5 triệu cặp loa này. 5,5 triệu cặp loa F990 nhá, bát 30 thường đúc. Cái bát nó giống hệt con 616 nhé. Đấy, các bác nhìn 616 nó chỉ khác nhau có cái lỗ đây thôi, mà còn kiềng đúc và tất cả mọi thứ trong em thấy là sống giống 616. Và 616 bây giờ khoảng 16 17 triệu nhé. Nên 3 đường tiếng thôi. Như các bác đừng nghĩ là 3 đường tiếng, cái này dòng thiết kế 2 đường tiếng nhưng nó thiết kế khác nhé, nó thiết kế vẫn đều 3 giải bình thường nhé. Thế thiết kế khó hơn là